huấn luyện viên của Huỳnh Như chia tay Lan Fan Club trước mùa giải mới. Theo đại diện của huấn luyện viên Lan Fan Club, các thành viên ban huấn luyện sẽ chia tay đội bóng của Huỳnh Như ở mùa giải 2023-2024 do không thống nhất về các điều khoản hợp đồng. Huấn luyện viên Daniel Pacheco là người dẫn dắt Huỳnh Như và các cầu thủ Lan Fan Club ở mùa giải trước. Theo thông báo của Ricardo de Risa Pinto, người đại diện của chiến lược gia này, ông Pacheco sẽ không tiếp tục đồng hành cùng Lan Fan Club ở mùa giải 2023-2024. Hiện tại, đội bóng của Huỳnh Như vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Chúng tôi muốn thông báo với mọi người, do các điều kiện dự kiến cho một mùa giải 2022-2023 chưa được đáp ứng. Chúng tôi đã thống nhất với LNK Fan Club Villaverde về việc huấn luyện viên Daniel Pacheco và các trợ lý Antonio Carvalho, Hao Couto, Diogo Machado và Ricardo Pimenta sẽ không đồng hành cùng đội, thông báo của đại diện huấn luyện viên Lan Fan Club. Ngoài ra, vị chiến lược gia này cũng khiến đội bóng của Huỳnh Như bị Liên đoàn Bồ Đào Nha phạt ở mùa giải vừa qua. Ông Pacheco không có giấy phép huấn luyện UEFA để dẫn dắt và huấn luyện viên, khiến Lan Fan Club bị trừ điểm và phạt tiền. Ở mùa giải vừa qua, ông Daniel Pacheco đã giúp Lan Fan Club giành top 6 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha với 28 điểm. Trước Lan Fan Club, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt một đội khác tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha là Valladolid. Bên cạnh đó, nhiều thông tin nhận định Lan Fan Club đang quan tâm đến trường hợp của tiền vệ Trần Thị Thùy Trang, mong muốn đưa cô đến Bồ Đào Nha thi đấu cùng Huỳnh Như. Về phía đội trưởng tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như đang trong quá trình đàm phán hợp gia hạn hợp đồng mới với đội bóng Bồ Đào Nha. Mức lương mùa trước Huỳnh Như là 1.500 đô la Mỹ và dự kiến sẽ tăng thêm 200 đô la Mỹ cho hợp đồng mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.